Thưa quý vị và các bạn, là tuyến đường trung tâm của thành phố Đà Lạt, đường Võ Trường Toản, nối từ đoạn Phù Động Thiên Vương đi qua Nguyên Tử Lực, phường 8, có chiều dài gần 400 mét. Trong quy hoạch, tuyến đường này rộng 10 mét. Tuy nhiên đến nay, nhiều đoạn chỉ còn hơn 1 mét và không ghi tên đường. Điều này không chỉ gây khó khăn cho người tham gia giao thông, mà còn làm mất mỹ quan đô thị thành phố. Đây là tuyến đường Võ Trường Toản, phường 8, thành phố Đà Lạt. Được biết, trong quy hoạch tổng thể, tuyến đường này có chiều rộng 10 mét. Hai bên lề đường được bố trí trồng cây xanh nhằm tạo cảnh quan xanh sạch đẹp cho đô thị thành phố. Mặc dù có đề án 10 năm nay, song đến nay vẫn chưa được các ngành chức năng triển khai. Điều đáng nói, nhiều điểm khu dân cư hiện nay vẫn chưa có tên đường. Bên cạnh đó, đường khá hẹp và dốc, nhiều chỗ người dân phải xếp hàng để đi và thường xuyên xảy ra va chạm. Con đường Võ Trường Toản thì là quy hoạch 10 mét, nhưng mà đến nay con đường này chỉ được có 1 mét thôi, mà thường xuyên là xảy ra là đi rồi thường xuyên xảy ra té xuống suối, rồi té xuống bên vực. Có trường hợp đêm đi về là té rồi chết, rồi té xuống suối là nhiều, rất là nhiều, năm nào cũng mấy vụ hết. Bà con ở trong tổ dân phố bên Trường Toản cũng như là bên cái tổ Nguyên Tử Lực ở bên kia là đi con đường này rất nhiều, mật độ đi tương đối đông, đề nghị các cấp chính quyền có chức năng của chính quyền rất là giúp bà con chúng tôi là xây dựng lại cái con đường này để nó xứng với cái quy hoạch xây dựng trong cái khu dân cư của tổ Võ Trường Toản là những nhà biệt lập. Là tuyến đường tập trung khá đông dân cư qua lại của thành phố Đà Lạt, thiết nghĩ các ngành chức năng cần sớm có giải pháp nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, đem lại mỹ quan cho đường phố này.